Mọi người thấy hình tượng trong phim của Trâm Kim là con giả trai như thế nào mọi người? Quần này là quần của đàn ông mà trong mọi người luôn, áo của đàn ông luôn nè. Đây, quá mệt mỏi rồi mình đi ra đường để mình coi cảm nhận của khán giả kia thấy Trâm giả trai như thế nào. Anh trai, anh lấy em trai giả trai không anh trai? Tâm hồ. Tao thấy quen lắm nha. Con trai sao phía trước còn xấu vậy? em giống ăn cướp. Em Hanh. Mấy người người mẫu đi làm vậy lắm anh. Chưa quý vị các bạn ơi. Cho một lát dính cái mặt quý vị lần. Một mấy lần. Chưa mọi người, ngày hôm nay là Trâm không nóng con gái nữa, Trâm giả trai. Tại vì giọng Trâm đàn ông quá. Nói nhiều chưa? Làm cái bên này nói nhiều lên. Cái nói gì anh thấy em lại em lâm dễ sợ luôn. Dạ anh nói là sắp tới là Sơn như vậy, mọi người có ý gì cho Sơn không? Muốn cha muốn Sơn làm gì chủ đề gì? Mọi người comment ở dưới thì mọi người chắc là nếu mà mọi người search cái kênh YouTube quá hay là tìm những cái chuyến đi á, mọi người sẽ gặp Sơn đi chẳng hạn như Sơn review nè, Phượng Hoàng Cổ Trấn nè, rồi Củ Trại Câu nè, review rất là hoành tráng, quay rất là nhiều máy, cuối cùng về vẫn không nổi. Chưa có kinh nghiệm. Anh có một cái kênh mà có nghĩa là anh chỉ để nó chơi chơi đó, không quan tâm gì. Không quan tâm gì. Cô ái mồ là cô gì đó. Chị ơi. Chị em ơi chị lớn, đó, đi học nó lớn. Em mới vừa cô bị cô em bị mất đời trai. Vậy, không, hả? Tên trai sao em để trên anh bây giờ đặt tên anh Sơn, anh nói anh không biết đặt tên gì, đặt tên là Sơn Lé. Anh có cái tên nào đó hay hay tên Sơn 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 Sơn. Mọi người thấy hình tượng trong phim của Trâm Kim là con giả trai như thế nào mọi người? Quần này là quần của đàn ông mà trong mọi người luôn, áo của đàn ông luôn nè. Đây, quá mệt mỏi rồi mình đi ra đường để mình coi cảm nhận của khán giả kia thấy Trâm giả trai như thế nào. Anh trai, anh lấy em trai giả trai không anh? Em tâm hồ. Thấy quen lắm nha. Con trai sao phía trước còn xấu vậy? Em phải trai thiệt không? Trai thiệt, anh về hả? Không có. Thôi quay mà, con quay mà. Mày, mày còn nữa. Tốt hả? Sáng chiều kìa. Em cá qua cái. Cái gì em làm gì nữa vậy? Đẹp quá. Đẹp trai anh chú. Dài quá luôn. Dài không chứ hơn anh chú nữa. Em đẹp trai không chú? Em đẹp trai. Anh ơi là anh con đẹp trai không anh? Con đẹp trai không anh? Đương nhiên rồi nè. Đây đây à. Phải con rõ người nha. Chưa bao giờ mình phải đến. Để cho bạn làm nha. Anh Nam ơi, có đốt mới nè anh Nam. Đúng quý vị là bây giờ mình đã biến thành một thằng con trai rồi nha. Vô mình hỏi cảm giác của mọi người. Đẹp lắm con ơi, trai gái gì cũng đẹp hết trơn á. Trai gái gì cũng đẹp hết trơn á. Con trai mà thì trai gái gì cũng đẹp hết trơn á. Nữa hả? Chụp nữa hả? Chụp rồi. Mà chụp hoài luôn á. Nhưng mà chụp xong là không có phát kinh gì đâu nha. Không có làm gì, không phát kinh được. Không có làm gì hết trơn. Dạ, không tại. Không có làm gì hết trơn. Đâu. 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 Còn quay đây đâu không con? Anh nhận ra cho cái Trâm rồi đẩy nó không? Giờ đàn ông rồi. Chạy không mà nó quay đâu.
Đây, kính thưa quý vị, là dàn xe của phim này rất là đầu tư nha. Phim này mặc dù không đầu tư về xe tiền tỷ, xe bốn bánh này kia, nhưng mà dàn xe nè, thật ra thì cũng không đầu tư lắm đâu mọi người. Xe của diễn viên đem lên đó. Nè, mình ngưỡng mộ cái đầu tóc của anh này lắm nè. Mở ra nè, nhỏ đó nè. Trời ơi, trời ơi. Cô chụp hình xong bắt cô hãm đời trai của con nữa. Bắt cô chụp hình xong nè, chung vô chụp miếng thôi. Chụp cá. Giống quá. Mình cho anh chút chung quá. Dậy đèn rồi Thương ơi. Cái tường như thế. Dậy. Để đèn vô đây Thương ơi. Không cần. Che. Để nào. Anh Thùng. Vô quay. Tôi cắn không ngon biết mất tiêu rồi. Giật mình thiệt. Trời ơi, lửa bóng quá trời. Tại vì trời. Nè anh chỉ người em, anh chỉ em người mà cắn nó là người ta sợ chứ. Anh Cương nói là cắn cái này là chán lắm, cắn bằng răng thiệt. Đúng rồi. Răng em răng giả anh ơi, bữa rớt lần rồi. Biết rồi, anh tưởng biết rồi. Giờ mà. Cắn mấy đứa nít kìa. Đây là dàn vệ sĩ của phim Trâm. Phim Trâm á thì không được cái gì ngoài dàn vệ sĩ bảo vệ xe cho chú Bảo Trung.
Đẹp trai không thì mọi người cho mình một cái bình luận nha mọi người, và nhớ đăng ký kênh YouTube của Kênh Xôi nha, bye bye.